Ơi, chào mừng minigame trở lại nha anh em ơi. Lâu quá rồi không lên minigame cho anh em, nhưng mà hôm nay cũng gắng cố gắng nha. Bây giờ là quay trở lại minigame thì cũng đã khá xa rồi, nó đã bỏ khá xa so với cái minigame cũ rồi. Nên mình xin phép anh em là mình sẽ không công bố minigame cũ nữa, tại vì cái con cá minigame cũ nó cũng đã mất tích rồi, nó đã đi đâu mất tiêu rồi đó, thậm chí là có thể là nó chết mất xác rồi ha. Thì cái đó cũng xin lỗi anh em vì xảy ra sự cố bên shop, có nghĩa là do thay đổi nhân viên liên tục đó, một đứa nghỉ sau đó thằng khác vô, thằng đó làm medium không xong, mình không dám làm medium luôn, làm đợt cá chưa xong sao làm medium được, lên đợt cá anh em chửi bới xối xả trơn rồi đuổi nghỉ luôn. Sau đó mình mới tuyển một mà nhân viên mới vô, mất đào tạo nó này kia chưa có thời gian, bây giờ cũng đã gần vô hệ thống, nhân viên mình đã biết quay cá nói chuyện cũng bắt đầu ok rồi, thì mình sẽ mở màn cho cái mini game giống như mở hàng vậy đó cho nó xôm xôm nha. Hy vọng là trong cái mini game khởi đầu lại này thì anh em sẽ tham gia nhiệt tình, comment quyết liệt ha. Đó, anh em chỉ cần comment một số từ 01 cho tới 90 đó, như thời đại bình thường của chúng ta ha. Đó, rồi anh em nếu mà cảm mến mình thì anh em cho xin một like, một chia sẻ, một follow ha. Đó, một lượt đăng ký á. Rồi là rất cảm ơn anh em rất nhiều luôn, rất là nhiệt tình ha. Rồi thêm một cái nữa, đó chính là anh em là gì ta? Thì đâu cần gì đó, hết rồi, đủ rồi. Đó chính là anh em nào thích mua cá thì chúng ta sẽ coi tiếp tục. Còn anh em nào không mua cá thì chỉ việc comment thôi. Khi mà anh em trúng giải á, thì reset nha, reset hoàn toàn nên anh em khỏi lo nha. Lên cho hôm nay minigame lên cho anh em một con Samurai Blue. Đó, hàng mới, mới toanh luôn anh em ơi, mà dám chơi lớn với anh em tặng cho anh em luôn. Dữ dằn chưa? Một con cỡ như vậy á là đuôi tốt nha, là 100, đuôi cỡ như vậy có sita này kia ha, là 80, con cỡ như vậy là dao động từ 100 tới 80 nha anh em. Đó, một con Samurai Blue. Còn mấy con thường thường thì không nói tới đi nha. Mấy con thường thường thì giá 60 hay là 40 này kia là rất là cùi bắp luôn. Mà một con cỡ như vậy giá dao động từ 80 tới 100, hôm nay lên cho anh em mini game luôn. Rồi mở hàng cho anh em luôn. Còn anh em nào mà thấy rườm rà lâu lắc quá, sợ khả năng không có trúng á, thì thôi vào shop mua luôn nha anh em. Rồi ok anh em, không nói dài dòng, anh em comment chỉ cần một số anh em yêu thích thôi. Đó, từ 01 cho tới 90 ha. Đó, còn thích nói gì thêm thì nói. Đó, chia sẻ tâm sự hỏi han gì đó. Rồi ok, cảm ơn anh em nhiều nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh channel Beta Coffee của mình nha. Thì đợt này mình sẽ lại tiếp tục lên cho anh em những bé cá chỉ với giá 60.000. Rồi giới thiệu với anh em bé đầu tiên luôn, Fancy Red, xì ta xanh nha anh em. Bạn này chưa lên phun màu hết nha. Thì nói chung là mọi người chịu khó đem bé cá này về dưỡng tầm khoảng 1 cho tới 2 tháng nha, là có khả năng nó sẽ lên gần như phun màu nha anh em. Rồi bạn này bọt cũng khá là nhiều nha, bạn này là trống nha. Rồi tới bạn phía sau luôn là một bạn Fancy Red nữa nha mọi người. Chù cha bạn này á, gần như là lên full luôn hả mọi người ơi, full vảy luôn. Trời ơi, bạn này rất là đẹp nha mọi người. Bạn phía sau sẽ đẹp hơn bạn phía trước nhiều ha. Đó, nên là anh em nào yêu thích cái màu đậm á thì mình chốt ngay cho mình bé 321 phía sau. Còn nếu mà anh em mà yêu thích cái màu nhạt nhạt á, đây, thì mình chọn ngay bé 321 phía trước ha. Bạn này cũng kè nè mọi người thấy không? Ghê không? Mình vừa mới đưa cam lại gần một xíu thôi là bạn phía trước đã kè rồi. Rồi hai bạn, mỗi bạn 60 cành ha. Rồi tới bạn này luôn, là một bạn Galaxy Nemo. Đây, màu sắc cực kỳ sặc sỡ cho anh em. Đó, đây bạn này vừa mới kè luôn. Với bạn phía sau luôn đi là một bạn Fancy Red. Bạn Fancy Red Lucita xanh nha. Đây, cho anh em coi cận cảnh luôn. Thì hiện tại mình đang lên vàng 60k và full trống nha anh em. Khi nào tới lúc mà qua tới con máy rồi đó là mình sẽ hú cho anh em biết trước nha. Rồi hai bạn, mỗi bạn 60 cành, tới bạn này luôn. Ôi trời ơi, như thế nào? Các bạn này á, như theo mình nhớ nha, bạn này gọi là bạn Fancy Red Hellboy đó mọi người. Fancy Hellboy á, nói thẳng là vậy luôn. Thì tại sao nó lại có tên như này, thì anh em có ai đã từng coi phim Hellboy chưa? Đó, cái thằng mà theo mình nhớ như thằng đó là một con khỉ đó mọi người. Con khỉ mà toàn thân nó có màu đỏ, thì ai xem phim Hellboy sẽ biết bạn này. Đó, bạn này rất là dữ nha mọi người. Rồi ha, rất là đẹp nha mọi người.
Thì trong cái dạng fancy dress này á, mình thấy cái bạn fancy này nè, fancy hairball này là đẹp nhất luôn mọi người ơi. Đó, đu xì ta xanh chưa kể kính form. Đây. Rồi tới bạn phía sau luôn là một bạn Galaxy Yellow nha mọi người. Thì hiện tại á, cái bạn Galaxy Yellow này mình về rất là ít nha. Nên là anh em nào mà yêu thích cái dòng Galaxy Yellow, mọi người tranh thủ chốt ngay cho mình bé 323 phía sau nha anh em ơi. Đó, mỗi bạn cũng chỉ có giá là 60 cành thôi nha. Đang lên vàng trống cho anh em nha anh em. Rồi qua tới bạn này đi ha. Đây một bạn fancy yellow. Đây bạn này màu sắc rất đơn giản và diễn dị nha. Ê đu ách thức nè mọi người ơi. Rồi. Rồi đang kè với bạn phía sau nha, là một bạn fancy red. Fancy red clipper nha mọi người. Đó. Hai bạn này rất là đẹp nha mọi người, đẹp đôi luôn. À, hai bạn này là trống nha mọi người, mình nói đẹp đôi vậy thôi, mọi người có đừng có hiểu là mà bạn trước là trống, bạn sau là mái, nhưng thực ra hai bạn đều là trống nha. Mỗi bạn cũng chỉ có giá 60 cành thôi anh em ơi. Đó. Hơi khó thấy cho anh em một xíu ha, tại vì bạn phía trước bạn tắt xe rồi, thì mọi người thông cảm nha mọi người. Rồi. Đây. Rồi mình qua tới bạn này đi. Ồ. Một bạn Allen nè mọi người ơi. Allen 60.000. Bạn này thì cái size size vừa nha mọi người, size là khoảng 3 xăng nha. Rồi, em này mặc hơi mòn nên là mình tua nhanh bạn phía sau luôn cho mọi người coi. Mình quay lại nè mọi người. Đây bạn fancy. Bạn fancy đẹp lắm nha mọi người ơi. 324 phía sau nha. Rồi. Bạn này là một bạn Galaxy Nemo nha. Mặt bạn này cũng muốn kè lắm nhưng mà bạn phía trước cứ mệt đó mọi người nên bạn không thèm kè nữa. Thôi kệ đi, khi nào lấy hai bạn có kè nhau mình sẽ quay rõ hơn cho mọi người coi. Chống 60 luôn. Rồi qua tới. Hey bạn Galaxy Nemo nữa nha anh em. Bạn này cũng là chống nha. Bạn này size cũng khá to, chắc tầm khoảng 4-5 xăng luôn á. Với bạn phía sau luôn cũng là một bạn Galaxy, Galaxy Nemo luôn. Hai bạn cũng là chống hết nha mọi người. Rồi mình sẽ qua tới bạn này, cũng là một bạn Galaxy Nemo nhưng mà màu sắc của bạn này sẽ đẹp hơn. Đó, ai thích màu vàng nhưng mà cái họa tiết của bạn này sẽ sặc sỡ hơn thì mình chọn ngay cho mình bé 327 phía trước nha. Đây. Rồi bé phía sau luôn là một bạn fancy yellow. Này cái thân của bạn này rất là đẹp nha mọi người. Mọi người chờ xíu. Đây. Đây nha, anh em cũng thấy rõ phải không? Đây, bạn này rất là đẹp nha mọi người. Hơi lý lắc một xíu, hơi ngại ống kính nha mọi người ơi. Bạn này hơi ngại ống kính nha. Đó đó đó. Thời tới rồi. Này 327 phía trước bọt khá là nhiều nha anh em ơi, 60.000 luôn. Rồi qua tới bạn này. Wow. Bạn Dumbo nha. Bạn Dumbo này không phải gọi lavender mọi người ơi. Mình thấy giống màu màu đỏ gạch đó mọi người. Đó. Mình cũng không biết gọi tên bạn này là cái màu nó gọi là màu gì, mình gọi là Dumbo màu đỏ gạch nha mọi người ơi. Gọi là lavender cũng không đúng, tại vì cái này bạn này nó thùng màu cam đỏ là nhiều nha. Đó bạn này vây to tay to nha, 60k trống cực kỳ dữ nè. Bạn phía sau luôn nha, là một bạn Galaxy Nemo nha mọi người. Bạn này thì cũng hơi ngại ống kính một xíu ha, thì có gì lát nữa mình sẽ quay lại cho mọi người coi rõ hơn. Rồi. Qua kế luôn. Ui mọi người nhìn nè, đây giới thiệu mọi người, đây là một bạn Dumbo Nemo, nhưng mà bạn này sẽ lai giữa, theo mình thấy nha, là bạn này sẽ lai giữa Dumbo Lavender với lại bạn Black Dumbo hay sao mọi người, nó mới ra cái màu này. Mà nhìn mặt bạn này cũng rất là lạ nha mọi người ơi. Hỏi mọi người thấy lạ lạ không? À đâu, hình như bạn này lai giữa Nemo với lại Dumbo Lavender mọi người, mình nhầm xíu ha. Đó, bạn này cũng kè cực kỳ sung nha. Mà cái bạn này mình nói thiệt với mọi người luôn nha, nếu như mọi người yêu thích dạng dòng cá mà độc lạ, đây mọi người chốt ngay cho mình bé 329 phía trước thì đi. Bé Dumbo Nemo này nè. Bạn này phải nói là cực kỳ hiếm nha mọi người ơi. Đó. To nha, bạn này không to đó mọi người. Rồi tới bạn phía sau luôn là một bạn Galaxy Nemo ha. Trời ơi, kè luôn à. Mới đưa xíu thôi kè luôn. Đó, bạn này cũng đẹp nha mọi người ơi. Hai bạn mỗi bạn cũng 60 cành luôn nha. Rồi tôi nhanh cho mọi người một xíu, tôi nhanh cho mọi người luôn là một bạn đồng vàng nha anh em. Đây bạn đồng vàng đi,
Bạn Gồng Vàng mặt hơi buồn ha. Thì thôi mình nói nhanh về bạn phía sau luôn, là một bạn Galaxy Nemo. Đây, bạn này đốm rất là nhiều và màu rất là sặc sỡ. Mỗi bạn cũng có giá 60 canh. Thì hiện tại á, mình quên nói với anh em là mình lại có một cái chương trình sale cho diện 60k này. Đó là khi mà anh em mua cá sẽ được giảm 5%, cộng thêm sẽ được kèm thêm quà nha mọi người. Được không? Vừa được giảm tận 5% mà vừa được kèm thêm quà cho mọi người đó nha. Rồi, quà ở đây là gì? Quà ở đây có nghĩa là một bịch cám hoặc là một con cá đó. Rồi, một con cá ngẫu nhiên 9.000 nha mọi người. Rồi, đó, anh em nào mà thích, các bạn nào đó, mình nhanh tay bấm vào phần mô tả phía dưới video. Sẽ có đường link Shopee dẫn đến mua cá nha. Thì anh em chỉ cần đặt đúng mã số phía trước, phía sau. Đồng thời anh em giúp mình, nếu anh em muốn chọn quà thì hãy chọn quà là cám hoặc là cá ngẫu nhiên ha mọi người. Chứ nếu mà anh em mình mà không chọn quà là coi như là shop không có đưa quà đâu nha. Đó, nên là khi mà anh em muốn mua cá thì mọi người nhanh tay á, mọi người chọn đúng mã số phía trước, phía sau, đồng thời bấm quà giúp mình nha, bấm chọn quà nha mọi người ơi. Rồi, tới bạn này là một bạn fancy yellow. Ôi, cái phần đuôi của bạn này đẹp lắm nè mọi người, ánh xanh dương nè. Lucita, Lucita xanh. Rồi, bạn phía sau đi ha, là một bạn Galaxy Nemo luôn. Bạn này bọt cũng khá là nhiều nhưng mà bạn này hơi trầm tính xíu ha mọi người. Mà bạn này đẹp quá mọi người ơi. Mọi người thấy không? Bạn fancy này rất là đẹp luôn mọi người. Rồi, kè luôn nè. Rồi, bạn phía sau nào đó, Galaxy Nemo. Trời ơi, đẹp quá trời luôn mọi người ơi. Bạn này xè đuôi ra rất là đẹp nha, chưa kể bọt khá là nhiều luôn. Rồi, tới bạn này luôn. Một bạn fancy heo boy đó nha mọi người ơi. Mặt bạn này hơi buồn ha. Thì nếu mà mọi người yêu thích cái giọng fancy heo boy này á, thì mọi người chọn cho mình bạn 323 phía trước đi. Tại vì bạn 323 phía trước sẽ đẹp hơn bạn này nhiều. Còn bạn này thì mặt hơi buồn nha mọi người. Đó. Rồi, tới bạn này đi. Là một bạn Nemo Candy nữa ha. Rồi, bạn này form rất là to, khỏe nha mọi người. Xung nha. Đó, mỗi bạn thì cũng chỉ có giá 60 cành nha. Hiện tại mình đang lên full nhìn chóng cho anh em, đồng thời chỉ có giá 60 cành nha anh em. À, tới bạn này, trời ơi, hết hồn á. Đây, một bạn Galaxy Nemo nha anh em. Bạn này hơi buồn thì thôi tôi nhanh bạn phía sau luôn. Cũng là một bạn fancy, fancy Nemo ha. Bạn này thì cái đuôi nó sẽ to hơn một xíu, to hơn cái bạn 332 nhiều. Đó, cái màu của bạn này sẽ đậm hơn cái bạn 332 nha mọi người ơi. Bạn này thì kè xung nha. Vậy hai bạn, bạn nào kè cũng xung hết trơn. Quan trọng là mọi người yêu thích cái màu sắc như thế nào thôi. Rồi, nếu mọi người yêu thích cái màu vàng đậm thì mình chốt ngay cho mình bé 334 phía sau. Mình yêu thích màu vàng nhạt thì mình chọn bé 332 phía trước chỉ thôi. Rồi, tới dàn trống nữa nè. Đây, một bạn Samurai Lu ha. Thì không ra nhiều anh em muốn mình lên dàn Samurai thì bây giờ mình sẵn có mình lên ngay cho mọi người bé Samurai Lu trước nha. Rồi, bạn này xè đuôi rất là đẹp. Rồi, tới bạn phía sau luôn là một bạn Half Moon Red. Half Moon Red cũng chỉ có 60 cành luôn nha anh em. Hai bạn hiện tại đang là trống mắt nha. Bạn này chưa có xè đuôi nhiều. Để lát nữa bạn này có xè mình sẽ quay lại cho mọi người coi luôn. Rồi, hai bạn mỗi bạn 60 cành ha. Rồi, tới bạn này đi. Rồi, bạn này bây giờ mình sẽ qua dàn trống nha. À, dàn mái nha mọi người. 336 cho đi là dàn mái nha. Rồi, giới thiệu mọi người bé phía trước Samurai mái 60. Đó, bạn này cũng hơi căng bụng nè mọi người. Rồi, tới bạn phía sau luôn, một bạn Galaxy Nemo ha. Galaxy Nemo mái này căng trứng rõ ràng luôn là mọi người thấy không? Mình về mình mang các bé này về mình dưỡng em vài hôm đó là cái là mình cho các bạn ép đẻ là ok nha. Đó, mái bạn này căng nè. Rồi, nói bạn này đi. Rồi, một bạn Alen. Đúng rồi, bạn Alen, Alen mái nha mọi người. Hồi nãy mình lên Alen chống cho mọi người rồi thì bây giờ mình sẽ lên Alen mái cho mọi người luôn. Rồi, bạn phía sau luôn đi, là một bạn fancy yellow mái luôn nha mọi người. Rồi, hai bạn mỗi bạn cũng chỉ có giá 60 cành ha. Bạn phía sau thì sẽ căng bụng hơn bạn phía trước nhiều. Rồi, qua tới bạn này. Một bạn Samurai, Samurai Blue mái cho anh em luôn nè. Đó, anh em nào mà muốn ép muốn mua một cặp đó thì mình chọn ngay cho mình bé 335 phía trước và bé 338 phía trước ha. Bé 335 á là bạn trống, còn bé này á là bé mái nha mọi người. Rồi, bạn phía sau luôn là một bạn Candy. Nemo Candy. Đó, bạn Nemo Candy mái luôn nha mọi người ơi, rất là dễ thương nha. Mã bạn 60 cành luôn. Nói bạn này đi, là một bạn rồng.
một bạn đồng máy nha. Trời, máy mà kỳ xuân dữ trời. Đó, bạn máy này cũng căng chứng rồi nè mọi người. Hơi căng thôi. Rồi, các bạn phía sau luôn là một bạn Nemo, Galaxy Nemo luôn ha. Mặt bạn này thì hơi buồn xíu ha, cũng là máy luôn nha mọi người. 60. Rồi, các bạn này đi, dàn máy cuối cùng của đợt 60k. Bé Fancy Yellow trước ha. Bé này thì cái màu của bạn này á, với phần đuôi của bạn này sẽ đẹp hơn. Đó, 60 cành. Rồi, các bạn phía sau luôn là một bạn Samurai đen. Đây, Samurai đen máy nha mọi người, cũng 60 cành luôn ha. Rồi, anh em nào yêu thích các bạn cá nào á, nhanh tay bấm vào phần mô tả phía dưới video có đường link Shopee dẫn đến mua sắm ha. Thì hiện tại đang có chương trình sale là mình mua hàng sẽ được giảm tận 5%, chưa kể sẽ kèm thêm quà cho anh em ha. Quà ở đây là sẽ là một bịch cám và một con cá. Rồi anh em chọn mã cá xong á thì mình nhớ bấm phần quà nha. Anh em là bấm quà thì mình mới gửi quà cho mọi người nha. Còn không chọn quà là coi như là mình không có gửi đâu nha. Rồi mình sẽ lên dàn kế tiếp cho anh em coi. Rồi quay trở lại với anh em luôn. Đây, giới thiệu với mọi người. Bây giờ mình sẽ lên dàn giá rẻ nha mọi người. Giá rẻ đây là tầm khoảng 30-40k nha, giá học sinh cho anh em luôn. Rồi bé này một bạn Fancy Red Cooper, vảy rồng luôn nha mọi người, thấy không? Ui trời, vảy rồng màu hồng nha. Màu rất là lạ, đang kèm với bạn phía sau luôn là một bạn Fancy Yellow. Hình như là bạn này chưa có lên màu hết đó mọi người ơi. Nên là nếu được đó mọi người chịu khó dưỡng thêm vài hôm đó nha. Vài hôm đây tầm khoảng 1-2 tháng á. Chứ 1-2 tuần thì mình không chắc nó lên màu chưa. Thì mình dưỡng lâu lâu một xíu, tầm khoảng 1-2-3 tháng gì đó. Đó là nó có khả năng nó sẽ lên gần như full màu cho anh em. Rồi nha, mỗi bạn hiện tại đang có giá 30 cành và trống nha anh em ơi. Đó, bạn phía trước, bạn phía sau kìa hơn bạn phía trước ha. Rồi, mình qua tới bạn này đi. Là một bạn Galaxy Nemo nữa ha mọi người. Bạn này cái màu sắc thì hơi nhẹ một xíu nha. Thì hiện tại chỉ có giá là 30 cành trống. Rồi, bạn phía sau luôn là một bạn Galaxy Nemo nha. Rồi, ôi, kìa ghê kìa. Bạn này cũng có giá 30 cành nha anh em ơi. Đó, cũng là trống nha anh em. Hôm nay lại lên dàn cá đẹp và to, lại còn rẻ nữa nha mọi người. Rồi tới bạn này luôn. Ui, bạn này tự nhiên có giá 30 cành là sao ta? Hình như mình mắc lộn rồi mọi người ơi. Hình như hay mình nhớ bạn này á, nó sẽ nằm ở trên dàn tầm khoảng hình như dàn 40 lần. Mà tuy nhiên bây giờ nằm xuống dàn 30 ngàn rồi. Thôi anh em chịu khó anh em hút ngay cho mình bé này nha. Thì bé này cái màu sắc của nó tiên nhạt nhưng mà được cái là nó rất là sặc sỡ nha mọi người. Đó, chưa kể nó to. To ở đây tầm khoảng 3-4 cm luôn nha. To hơn mấy bạn kia nhiều luôn. Đó, mọi người cũng thấy ha. Rồi, bạn phía sau luôn. Bạn phía sau là một bạn Fancy Red Cooper. Nhưng mà cái bạn phía sau thì cũng có giá 30 ngàn. Và bạn này cũng có một cái khối u ở trên thân ha. Đó. Đây, anh em thấy rõ rồi ha. Đó, vẫn kè bình thường nha mọi người. Bạn phía trước hơi rén nha, nhỏ mà có vỏ nha mọi người ơi, 30 ngàn luôn. Tới bạn này đi nha. Rồi một bạn Galaxy Nemo. Ôi bạn này đẹp quá vậy, đẹp mà sao bán có giá 30 cành vậy trời. Rồi anh em nhìn nè, ôi nhìn dưới nóc mọi người ơi, còn chỉ có 30 cành thôi đó mọi người. Trời ơi, độc lạ với ta, sao nó lại làm việc 30 cành ta. Chán nha, bạn này cũng 40 ngàn luôn mà. Thôi anh em nhanh tay á, anh em chốt ngay cho mình bé 363 hoặc 364 phía trước thì mọi người. Hai bé đó hình như có giá 40 cành nhưng mà mình bắt nhầm xuống hồ 30 ngàn á. Rồi anh em tranh thủ chốt ngay cho mình bé này nha. Hiện tại bé này cũng có giá 30 ngàn. À, bạn phía sau luôn là một bạn, bạn này gọi là Samurai phải không ta? Bạn Samurai hấp mua đi. Mình tạm thời gọi vậy nha mọi người. Nếu như mình đọc sai bản tên bạn này á thì mọi người comment bên dưới giúp mình ha. Thì bạn này cũng có giá 30 cành. Đây, qua tới bạn này. Đây, một bạn Galaxy Red nha. Ồ, bạn này to dữ trời. Bạn này cũng có giá 30 cành nha anh em. Tới bạn phía sau luôn là một bạn Hát Muôn. Bạn Hát Muôn này kè cũng hăng ha mọi người ơi. Tuy cái phần đuôi của bạn này căng thì cũng nó hơi cong cong một xíu nhưng mà vẫn xè căng hết cỡ nha mọi người. Đó, anh em mà yêu thích cái dòng mà Hát Muôn này mình chốt ngay cho mình bé 365 phía sau nha. Bạn 365 này hiện tại đang là trống nha và kè sung nha mọi người. Mỗi tỏi cái phần đuôi của bạn này sẽ hơi cong và rách nhẹ xíu thôi. Tuy nhiên á, đuôi bạn này vẫn căng bình thường và vẫn đẹp nha mọi người ơi. Đó, tụng là kè mọi người thấy không? Bạn hát mua này đẹp nhưng mà phải nói là phần đuôi thì nó hơi cong một xíu, không có sao. Tuy nhiên bạn này kè thì vẫn cực kỳ sung nha anh em.
kè xung quanh bạn phía trước nhìn nha. Rồi, các bạn này luôn là một bạn concealer nữa nha mọi người. Một bạn concealer bình thường. Đó, full màu nha, full màu cho anh em luôn. Rồi qua tới bạn phía sau là một bạn đuôi tư trống nha mọi người. Hai bạn á, bạn nào cũng là trống hết nha. Đuôi tư này kè cũng cực kỳ hăng nha và cũng chỉ có giá là 30.000 thôi. Đồng thời á, khi mà anh em mua hàng sẽ được giảm tận 5%, chưa kể sẽ kèm theo quà cho anh em là một bịch cám hoặc là một con cá ngẫu nhiên 9K nha anh em ơi. Rồi mình nhanh tay bấm vào phần mô tả phía dưới video sẽ có đường link Shopee dẫn đến mua sắm nha. Thì mình chỉ cần đặt đúng mã số phía trước phía sau shop giao đúng đợt cá cho mình. Đồng thời anh em nào muốn chọn quà thì mọi người nhớ bấm chọn quà trên Shopee giúp shop nha. Anh em mà không chọn quà thì suy ra là anh em không muốn nhận quà nha. Đó nên là mọi người muốn chọn quà thì nhớ bấm quà giúp shop. Bạn này một bạn như bạn Galaxy á mọi người, Galaxy Red, nhưng mà bạn này chưa có lên full màu nha mọi người ơi. Đó mọi người dưỡng thêm vài tháng nữa nha là nó sẽ lên đường nguyên là full màu, có khả năng nó sẽ lên full màu đó. Đó bạn này luôn, một bạn Concealer Copper, bạn này dữ vậy ta. Mà bạn này là mình nhớ lắm bạn Fancy Hairboy hồi nãy mọi người ơi. Đó. Này mặt dữ lắm mọi người. Đó, thì hai bạn mỗi bạn cũng chỉ có giá 30.000 và hiện tại mình đang lên dạng trống cho anh em hết nha. Từ 361 trở đi á là hiện tại đang là 30.000 trống nha anh em. Rồi bạn này rất là đẹp nha mọi người. Rồi, đó bạn này. Mặt bạn này hơi buồn, bạn này gọi là bạn Dumbo Ray á mọi người. Đó có màu xám nè. Rồi Dumbo Ray ha, đang kè luôn. Đang giả kè với bạn phía sau là một bạn Fancy Cooper. Đây ha, bạn Fancy Cooper tuy màu hơi nhẹ một xíu nhưng mà vẫn kè và căng nha mọi người. Mặt bạn này có vẻ như kệ sự đời rồi đó. À, mình yêu thích cái giọng Dumbo, mình chốt ngay cho mình bé 368 phía trước nha mọi người. Bé Dumbo, hình như Dumbo xám mọi người ơi. Rồi, các bạn này đúng đi ha. Mỗi bạn 30.000 nha, chống. Và hiện tại mình đang lên cho mọi người từ 369 cho tới 370 á là máy nha mọi người, hai bé máy. Bạn này là một bạn Candy máy. Và bạn phía sau luôn là một bạn bạn này gọi là bạn gì ta? Mình cũng biết gọi tên bạn này bạn gì thì mọi người biết mọi người comment bên dưới giúp mình ha. Bạn này cũng là con máy luôn nha mọi người. Hai bạn mỗi bạn đều có giá là 30.000 nha. Rồi, có bạn này luôn. Đây một bạn Galaxy Nemo. Với bạn phía sau là một bạn Dumbo nữa nha. Ủa sao giống Dumbo Nemo quá ta? Mọi người có để ý không mọi người? Cái phần quay của bạn này hình như có màu ánh cam cam. Mình thấy nó giống như nó đang like với bạn Nemo á mọi người ơi. Mình cũng không chắc nữa. Đó bạn này là máy nha mọi người. Đó mình, nếu như mình muốn bắt cặp á thì mình bắt bé 368 phía trước với lại bé 370 phía sau là một cặp ép đẻ ok luôn. Hình như sẽ giống Dumbo Nemo quá trời. Bạn này bạn máy nha mọi người. Mình sẽ để xa cho mọi người nhìn rõ hơn xíu. Rồi qua tới bạn này đi. Bây giờ mình sẽ lên cho mọi người nhìn Dumbo nè. Dumbo trống 40.000 nha anh em. Bạn này nha, bạn này Dumbo trống 40.000. Mà giống bạn Dumbo trống 40.000 thì form nó sẽ to hơn, to hơn cái bạn 30.000 nhiều. Bạn này cũng là màu xanh xám nha mọi người. Đó, dùng màu xanh và dùng màu xám. Còn bạn kia là màu xám dứa. Các bạn phía sau luôn là một bạn rồng đỏ nha mọi người ơi. Rồng đỏ 40.000 quay to. Trống nha, mình đang quay cho mọi người là dạng trống nha. Ui bạn này bọc nhiều nè. Rồi, anh em chiến màu xám rồi thì đương nhiên mình sẽ có màu tím cho anh em chứ, đúng không mọi người? Đây, một bạn Galaxy Nemo trước ha. Mặt bạn này hơi buồn, mình nói luôn về bạn phía sau Dumbo Lavender. Đây. Ui vây to tay to luôn. Màu này đẹp hơn cái bạn bên kia nhiều nha mọi người. Đó, bạn này cũng là trống nha. Trống 40.000 ha. Mọi người chén màu xanh này thì mình sẽ lên màu tím cho mọi người. Còn màu dưới hiện tại bên mình hết hàng rồi. Nên là khi nào mình có mình sẽ quay lại lên ngay sớm nhất cho mọi người coi ha. Rồi. Trời ơi, bạn này đẹp quá mọi người ơi. Ok luôn nha mọi người, ghê không? Rồi, mình qua nhanh luôn nha. Rồi, các bạn này là một bạn Fancy Cooper Cam nha. Ui, phun vảy rồng nè mọi người. Rồi, bạn này bọt khá là nhiều nha, cực kỳ sung luôn, chỉ có 40.000 thôi nha anh em. Đó, anh em chén dòng Fancy Red và Fancy Yellow rồi thì mình lên luôn cho mọi người đây một bạn Fancy Cooper Cam nha. Rồi, đó bạn này đi, là một bạn Galaxy Nemo. Ui, bạn này to nha.
thì bạn phía sau á sẽ to hơn bạn phía trước nha mọi người. Đó, về đuôi liền, rất là đẹp nha. Đẹp rồi, 10 điểm nha. Rồi, các bạn này luôn là một bạn Nemo Candy nha mọi người. Thì bạn này á cũng có giá 40 cành và hiện tại đang lên vàng trống cho anh em ha. Ôi, từ 373 cho tới 374, 375 luôn á mọi người ơi. 376 luôn, bạn nào cũng kẹt sung hết trơn mọi người ơi. Chưa kể bọt khá là nhiều luôn. Rồi, các bạn phía sau luôn là một bạn bạn này gọi bạn gì ta? Mà bạn này cái màu rất là khá là đẹp đó mọi người. Đó, thân, nguyên cái thân với lại cái đuôi màu xanh nè. Ủa ơi, rất là đẹp nha. Đó, anh em biết bạn phía sau tên gì không? Mọi người comment bên dưới giúp mình nha. Đây mọi người. Trời ơi, bạn phía trước hơi to nên sẽ bị che mất một xíu nha mọi người. Đó, anh em cũng thông cảm nha. À, để lát mình quay lại nha. Rồi, các bạn này đi là một bạn fan series nha mọi người. Một bạn fan series. Fan series mà hơi buồn, hơi giỏi ha. Thì thôi, mình sẽ quay lại sau nha. Đây. Rồi, với bạn phía sau luôn là một bạn Galaxy Nemo nha mọi người. Ủa ơi, bạn này cũng chỉ có giá 40 cành mà cực kỳ to nha mọi người ơi. Tầm 4-5 sang lận nha. Rồi, các bạn này đi ha. Đây, một bạn Nemo Candy hết thôi, nhìn giống Nemo Candy quá nhỉ. Đây, bạn này cũng là trống nha mọi người, trống 40 cành thôi. Đó, 376 là mọi người thấy không, bọt khá là nhiều nha. Rồi, các bạn phía sau mặt hơi buồn buồn nha, là cũng là một bạn Dumbo á mọi người. Đây, bạn Dumbo nha, Dumbo 40 ngàn luôn. Đó. Đây, quay to nha mọi người ơi, to hơn các bạn bên kia nhiều. Tuy không xung bằng bạn Dumbo 30 nhưng mà được cái bạn này khá là to nha mọi người. Do bạn này cũng mới kèn xong nên là sẽ hơi trầm tính một xíu. Thì có gì lát nữa mình sẽ quay lại cho mọi người coi nha. Rồi, mỗi bạn 40 ngàn nha mọi người, trống nha. À, các bạn này luôn đây là một bạn fancy red cooper luôn mọi người ơi. Rồi, Yudushita luôn. Đây, của anh em đây ha. Rồi, các bạn phía sau luôn, quay cho anh em coi. Là một bạn Nemo dạ quen. Thì không thường các bạn Nemo dạ quen á thì mặt sẽ hơi buồn. Đó là điều hiển nhiên nè mọi người. Chắc là anh em cũng biết người này có không mọi người. Đó, bạn Dumbo, bạn Nemo dạ quen này cũng chỉ có giá 40 cành luôn nha anh em. Rồi, qua kế luôn đi, là một bạn ôi trời ơi, ghê quá mọi người. Một bạn Galaxy Nemo nha. Trời ơi, bạn này màu dễ thương quá mọi người. Cái màu hường nè, đó, màu bảy màu hường nè, cam nè. Galaxy Nemo trống nha mọi người ơi. Thêm bạn phía sau cũng trống hay máy ta. Sao mình thấy có cái bụng giống máy quá vậy. Trống nha, trống. Rồi, bạn phía sau luôn là một bạn Samurai. Samurai đen nha mọi người. Đó, Samurai đen mà có ánh đỏ nè. Ôi kìa luôn nè mọi người ơi, ghê không. Đó, hai bạn mỗi bạn cũng chỉ có giá 40 cành luôn nha anh em. Rồi, các bạn này luôn. Đây, bây giờ mình qua dàn máy cho mọi người coi nha. Đây, đây là bạn máy Samurai 40 cành. Và bạn phía sau luôn và một bạn máy Nemo dạ quen nha. Bạn máy Nemo dạ quen thì bụng sẽ căng hơn bạn phía trước nhiều nha mọi người. Đó, mọi người cũng thấy rõ rồi phải không. Rồi, qua tới bạn phía sau đi. Dàn máy cuối cùng của 40k. Đây, một bạn Nemo Galaxy Nemo nữa nha. Đó, bạn phía trước là căng trứng nha mọi người. Hơi ngại ống kính thì mình nói về bạn phía sau nha. Rồi, bạn này hả, cũng là một bạn Galaxy Nemo nha mọi người. Bụng chứa căng trứng mấy. Đó, hai bạn thì mỗi bạn cũng chỉ có giá 40 cành nha anh em ơi. Rồi, cảm ơn anh em đã xem hết video của mình ha. Thì mọi người yêu thích các bạn cá nào, mọi người nhanh tay bấm vào phần mô tả phía dưới video sẽ có đường link Shopee dẫn đến mua sắm. Thì khi mà anh em mua thì anh em nhớ chọn đúng mã số phía trước phía sau, shop sẽ giao đúng đợt cá cho mình. Đồng thời hiện tại đợt này đang có chương trình sale là mình mua đơn hàng thì sẽ được tặng một phần quà là cám hoặc là cá nha mọi người, cá ngẫu nhiên 9.000. Và đồng thời sẽ được giảm thêm 5% nữa nha mọi người ơi. Đó, giá kỳ này sale quá hời cho mọi người luôn. Vừa được giảm 5% mà lại được tặng quà nữa nha mọi người. Thì anh em muốn chọn quà thì mình nhớ bấm chọn quà giúp shop nha. Anh em nào mà không chọn quà là coi như shop không có gửi nha mọi người ơi. Nha, mọi người nhớ chọn quà giúp shop nha. Rồi, bye bye anh em nha mọi người. Chúc anh em buổi tối vui vẻ nha anh em.
Video này được quay tại shop cá cảnh Beta Coffee. Các cảnh quay sau đây được thực hiện bởi chuyên gia và những người có kinh nghiệm chăm sóc động vật. Đây là dàn hồ cá có các vách ngăn vừa giúp cá Beta vui vẻ khi thấy nhau vừa bảo vệ chúng. Ở đây, chúng tôi đang trưng bày và giới thiệu đến công chúng vẻ đẹp nghệ thuật của loài cá Beta. Bên cạnh đó, video này là cảnh chúng tôi đang nghiên cứu về tập tính, thói quen và hành động của loài cá Beta khi chúng thấy mặt nhau nhằm cung cấp kiến thức cho người xem về loài cá này. Qua đó người xem có thể thấy được vẻ đẹp và giá trị nghệ thuật của loài cá Beta. Khi nuôi cá này, bạn cần hồ kính có vách ngăn như trong video của chúng tôi để mang đến môi trường sống tốt nhất cho loài cá Beta. Các cảnh quay sau đây sẽ minh họa và hướng dẫn bạn cách nuôi và chăm sóc cá Beta tốt nhất. Chúng sẽ cảm nhận được sự an toàn, ấm áp và vui vẻ khi bạn nuôi cá Beta giống như trong video của chúng tôi.